Thử màu chì thôi mọi người ơi. Hôm qua mình không để ý đến cái tấm nhựa chắn màu như vậy. Mình sẽ dùng màu vàng để phát xương xương quả bơ. Quả bơ dễ vẽ nhất luôn đó mọi người. Tại sao mình chỉ mua 24 màu chì thôi? Tại vì mình định dùng màu chì dầu này để line nét chăn màu nước. Mua nhiều mà không xài nhiều bị phí á. Màu chì thì mọi người cứ tô từ nhạt tới đậm. Hôm qua nghe mọi người nói màu trắng không có dùng để blend màu ra được. Mình dùng thì đúng thật, nó chỉ là mịn màu thôi á. Nhưng mà cũng hay mà. Chì của mình dày quá mà lỡ tô sai hay nó không hòa lại với nhau được. Mình dùng gôn cũng thấy nó hòa màu. Cái phần thịt quả bơ mình sẽ kết hợp giữa màu xanh lá nhạt với lại màu vàng. Rồi tụi mình chỉ cần viền đậm cái vỏ quả bơ lại thôi. Đang quay đến khúc này mới bị sập nguồn nên nó mới lòi ra được miếng dưa hấu nè.